Hi, xin chào mọi người. Trên tay anh Phúc đang cầm là một cái rổ khoai nha, nhưng không phải là khoai lang, nó là khoai sâm, hay còn gọi là sâm đất, đặc sản của Lào Cai. Nay đã về tới An Khê rồi ha mọi người. Thì cái món này chế biến rất là ngon, nấu canh, này, chiên, xào, ép nước, ăn sống đều ok ha mọi người. Thì thật nhìn đầu tiên thì nó nhìn bề ngoài thì nó cũng là một củ khoai, nó giống như củ khoai lang ở mình thôi, không khác gì. Nhưng mà khi chúng ta gọt cái vỏ đi thì có khác ha. Có củ thì gọt ra màu trắng, có củ thì nó vàng vàng nhẹ nhẹ như thế này. Đặc biệt là nó thơm thơm cái mùi nhân sâm, nước nhiều. Đó, đặc biệt là như mà ai mà thích ăn sống á, thì chúng ta gọt xong bỏ trong ngăn lát xê á, nó rất là mát, nó giải khát rất tốt ha. Khi mà anh Phúc ăn nó, Phúc cảm nhận thì cái nó cũng hơi ngọt, nhưng mà ngọt nhẹ, nó gần giống như cái củ sắn ở mình, hay còn gọi là củ đậu ở ngoài Bắc. Củ sắn ở trong mình gọi như thế nha. Giòn rồi mà, nhưng mà đặc biệt nó có mùi thơm, mùi nhân sâm thôi mọi người, nó mới gọi là khoai sâm đó. Nó khác khoai lang ở mình, mình nói là thăng nước, nó giòn, ăn đã khác lắm mọi người. Cắt hoặc vỏ luôn, cắt lá 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 xong bỏ ngăn lát xơ ăn, bao ngon bao mát luôn. Hoặc là có người thích chế biến thức ăn thì tùy ha. Ok nha, giòn.